Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay Hà Anh đưa các bạn đến với một showroom rất là lớn của thương hiệu Shiseido đến từ Tokyo. Lý do ngày hôm nay của Hà Anh là chúng ta sẽ trải qua rất là nhiều thử thách. Chúng ta sẽ rất là có nhiều thời gian phải dưới ánh đèn quay rồi tất cả các thứ, và ngủ nghỉ các thứ của chúng ta cũng không được như bình thường. And therefore I would like for you today to learn probably about how you care for your skin. Chăm sóc da. And I would like to introduce to you a professional trainer from have you heard of Shiseido before? Yeah. Yeah, from Tokyo, a very, very well-known brand. They have a very strong portfolio for men. And that is why today I introduce to you Miss Phượng. Xin giới thiệu chị Phượng. Chị Phượng là Training Manager của Shiseido Tokyo. Ngày hôm nay chị Phượng giúp cho em để hướng dẫn các bạn những cái cách chăm sóc da đúng cách. Ví dụ như là thiếu ngủ dậy có một chút quầng thâm mắt thì làm sao có thể giấu đi được, một cách là tài hình chẳng hạn. Tại vì các bạn sẽ trải qua những cái thử thách rất là khốc liệt và ít thời gian ngủ nghỉ. Và em cũng muốn là để cho các bạn nắm được vững cái tinh thần vì sao có sự quan trọng của việc chăm sóc da, để chúng ta có được sự tự tin, có được những cái phong thái rất là chuẩn gentleman. Thì bây giờ chị nhường lại chị Phượng cho các bạn, mời các bạn ngồi. Chị Hà Anh có chia sẻ là lỡ như chúng ta có nhiều event sau này, chúng ta có rất là nhiều sự kiện mà chúng ta phải thức dậy rất là muộn rồi đi làm cũng về trễ hơn, thì cái làn da của chúng ta nó sẽ mất đi cái sức sống của làn da của mình. Thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để làm giống như gọi là khôi phục lại cái sức sống của làn da, cũng như gọi là làm sao cho da của chúng ta luôn luôn giống như gọi là săn chắc, khỏe mạnh. Để khi mà mình đi trang điểm rồi đó thì nó không có ảnh hưởng đến cái làn da của mình. Tuy nhiên mà nó còn tạo nên những cái phong cách thần thái cho mình khi mà chúng ta ở trên sàn diễn cũng như gọi là ngoài đời thường của mình. Vậy thì trên cái bộ sản phẩm mà chị đã chuẩn bị sẵn là hoàn toàn là dành cho men. Kế tiếp nữa đó là gì? Khả năng mà tự bảo vệ da của đàn ông á yếu hơn so với lại phụ nữ. There is three points for the male skin is like low antioxidant. Okay. Yes. And low healthy skin. Okay. And low defense skin. Okay. Oh, so that's why we need to protect our skin and then regenerate and make the skin more healthier. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng khăn giấy để làm sạch da. Đây là cái bước rất là tiện lợi cho mình, vừa làm sạch da được mà vừa làm ẩm cho làn da của mình luôn. Sau khi mà chúng ta rửa mặt xong thì chúng ta sẽ bắt đầu qua với lại cái sản phẩm là nước làm mềm da. Thường thì nam giới hay là đổ lên trên tay cũng đúng không? Đổ lên trên tay rồi vỗ vẫn được chứ không phải không được đâu nha. Nhưng mà nếu như mà muốn cho da của mình nhanh thấm hơn ở những cái vùng da mà mình mới vừa cạo râu á thì các bạn đổ ra một bông cotton á, nó sẽ như thế này, nhiều như thế này nha. Tới cái sản phẩm này, đó là Ultimoon. Đó, đây là giống như mùa dịch vừa rồi, các bạn thấy là các bạn phải uống nhiều vitamin cho cơ thể của mình đúng không? Thì bây giờ cái sản phẩm này giống như là vitamin cho da. Nó sẽ cung cấp những cái chất mà giống như gọi là để giúp cho tăng cường cái sức khỏe của cái gọi là hệ miễn dịch của làn da của mình, giúp bảo vệ lại hết tất cả những cái yếu tố nào làm tổn thương cho da. Thì khi mà những cái yếu tố đó nó vào trong da của mình thì tự động nó vô hiệu hóa những cái yếu tố xấu. Cho nên là sản phẩm này rất là thần kỳ. Nó sẽ làm cho da của chúng ta được duy trì khỏe mạnh, chống oxy hóa rất là tốt và lành những cái yếu tố làm cho giống như là tổn thương da, giống như cái này hoàn toàn phù hợp với em ngay bây giờ. Sau khi rửa mặt xong thì nước làm mềm và tới cái này thì chúng ta sẽ lấy ra một lượng là cỡ 2 lần ấn như thế này. Đó là 2 lần, chúng ta xịt vào lòng tay 2 lần. Rồi sau khi làm xong rồi ha, bây giờ mình sẽ lấy ra tay như thế này. Rồi bắt đầu vuốt nhẹ từ trong ra ngoài như thế này. Vuốt nhẹ từ trong ra ngoài như thế này. Thơm không? Thơm. Dễ chịu không? Cái độ ẩm của nó làm cho cái da mình không thoải mái. À. Nếu mình bị ẩm nó cảm giác cái đó nó làm cho bám mùi và nó đứt đổ chân lông thôi. Nhưng mà bây giờ em thoa cái chất này lên em cảm thấy như thế nào? Cảm giác đầu em thấy nó nhẹ nhưng mà thôi chứ không phải là ẩm gì hết.
Uh-huh. Mm-hmm. They give me allergy. Uh-huh. And I'm not feeling anything, so I actually feel good. Mm. I even got blind a few days because I all the tonic that they put around my eyes, uh-huh. it burned my eyes. Oh. So I had many problems with my skin. Okay. My eye. I've always been a little afraid to have the reaction. Yep. It's too strong. And this is like is come out, so okay. that's why the sunscreen can the sunlight can okay. attack your skin around here. Okay. It's more spot. Rồi bây giờ tới cái sản phẩm dưỡng ẩm nè. Đây là cái sản phẩm sẽ đem lại cho chúng ta cái độ sức sống cho làn da của mình. Rồi cái này chỉ cần một ấn thôi nha các bạn. Các bạn làm tan ra. Đó, đúng rồi, mình vuốt ra. Đó, áp chặt vào vuốt ra. Dưỡng da thì tới đây là hết rồi. Không còn cần phải dưỡng nữa. Thì bây giờ các bạn sẽ qua một bước nữa. Đó là BB cream cho men. Và nó rất là mỏng và nhẹ. Và các bạn coi cái này nè. Cái chất của nó khi mà chị lấy ra trên tay như vậy là nó một cái màu trắng như vậy nha. Nhưng mà khi chị làm dàn trải cái kem này ra, các bạn có thấy nó đổi màu không? Nó đổi sang qua cái màu của da của chị. Đây là các hạt phấn thông minh. Da của mình màu gì nó sẽ tự hợp vào, len lỏi vào trong da của mình để tạo ra đúng cái màu da của mình. Nên là không ai biết được chúng ta này. Nói đi. Ok, chị hy vọng rằng là phần quà này sẽ góp phần cho những cái gọi là hành trình của các bạn trong chương trình Next Stop Next Gentleman. That's because you wait on her IG. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yo. Hà Anh rất cảm ơn Phượng và thương hiệu Shiseido đã đồng hành cùng với cả Hà Anh team ngày hôm nay. Thực sự thì Hà Anh nghĩ rằng là những người đàn ông của chúng ta thì thường là rất là bận bịu, rất là năng động. Nhưng mà nhiều khi lại quên đi những cái rất là cơ bản, đó là chăm sóc làn da của đúng mình rồi. Và Hà Anh rất là tín nhiệm Shiseido. Tại vì Hà Anh thấy là cái portfolio về sản phẩm làm đẹp vẫn chăm sóc của Shiseido, đặc biệt là dành cho phái nam ở tại Việt Nam nó rất là đầy đủ. Và hôm nay qua cái buổi training của Phượng, anh thấy các bạn thí sinh là ai cũng như là được tiếp thêm năng lượng ấy. Thì không biết là Phượng có nhận xét gì về các bạn không? Trước tiên thì cảm ơn Hà Anh đã chọn lựa nhãn hàng Shiseido là một cái gọi là nhãn hàng đồng hành với lại trong chương trình của Next Gentleman ngày hôm nay. Thì qua cái buổi training vừa rồi thì Phượng cũng cảm thấy rất là vui được cùng với lại các bạn để mà có thể chia sẻ và với lại mọi người cái cách để hướng dẫn chăm sóc làn da. Tại vì như Hà Anh cũng có nói chia sẻ rằng là nam giới thì họ thường hay rất là giống như gọi là không có như là phụ nữ chúng ta chăm sóc rất là kỹ càng. Tuy nhiên là cái việc mà để mà có thể trở thành Next trở thành Gentleman thì là cái việc mà làm sao để giữ được cái gọi là vẻ đẹp cũng là một cái phần đóng góp trong cái việc mà thành công của mọi người đàn ông. Đúng rồi, người ta chỉnh chu đi vào cuộc họp rồi ký những cái deal hay là đi chơi golf về thì làm thế nào để chăm sóc cái làn da của mình. Thì Hà Anh nghĩ là đây là một cái điều rất là cơ bản. Trong grooming là một cái yếu tố rất là quan trọng của một người đàn ông. Thì Hà Anh hy vọng rằng là qua cái buổi training này các bạn ấy hiểu thêm và các bạn khán giả xem như chị ở nhà cũng sẽ thấy được, học được thêm những cái tip từ trên nhà chuyên môn, vì chẳng mấy khi lại có một cái người đến từ thương hiệu, cái training manager rất là giỏi như vậy để hướng dẫn được cho các bạn. Thì anh rất là cảm ơn. Hôm nay thì Phượng có thấy ấn tượng nhất là bạn nào không? Phượng khá là ấn tượng với Huy nè. Ừ. Và Khắc. Ừ. Và với lại bạn Alia. Bởi vì mấy bạn rất là phấn khích cũng giống như gọi là cùng tham gia đúng với lại Phượng. Và không, ba bạn còn lại cũng vậy. Tuy nhiên là mỗi một người thì có một vẻ, một bạn thì rất là chăm sóc rất là tốt, nhưng mà bạn thì không hiểu là cái chức năng của mỗi một cái sản phẩm nó sẽ mang lại lợi ích gì. Trước giờ chỉ đơn giản là sữa rửa mặt mà thôi. Tuy nhiên là nam giới để muốn đẹp hơn nữa, đó có một cái câu nói: it's not of beauty, it's about look. Cho nên là để mà cho mỗi một người giống như gọi là hiểu được cái sự quan trọng của cái việc mà tại sao cần phải chăm sóc da để mà có thể làm cho chúng ta giữ được cái gọi là sự phong cách
của mỗi người thì rất là quan trọng. Cho nên rằng là hôm nay Phượng cảm thấy rất là thú vị để được đồng hành và chia sẻ với các bạn. Và mỗi một lần mà các bạn có thể đặt câu hỏi với Phượng là Phượng cảm thấy rất là vui. Đúng là rồi. Có thể là đóng góp cho các bạn để cho các bạn có thể chăm sóc da của mình tốt hơn, cũng cảm như là làm đẹp mình tốt hơn. Cảm ơn Shadow lại còn tặng cho các bạn những món quà rất là hữu ích. Trong thời gian tới là các bạn sẽ phải quay rất nhiều và cái lịch làm việc rất là căng thẳng. Thì Hà Anh một phần là cũng mang các bạn tới đây để mong các bạn hiểu được cái cách chăm sóc cho mình để đêm chung kết còn tỏa sáng, để đạt danh hiệu là The Next Gentleman nữa, đúng không nào? Yeah. Chúc cho team của Hà Anh luôn thành công. Thank you. Hà Anh lựa chọn skincare là cái bước training đầu tiên bởi vì Hà Anh quan niệm rằng là một người đàn ông hay một người phụ nữ tự tin là người phải thoải mái hoàn toàn trong chính làn da của mình, comfortable with your own skin. Mà để được thoải mái và tự tin trong làn da của mình thì làn da của mình phải khỏe mạnh, phải đẹp. Cho nên là cái bước đầu tiên ngày hôm nay và cũng là cơ bản và từ bên trong nhất đó là chăm sóc làn da. Ngày hôm nay hy vọng qua cái buổi training này thì các bạn thí sinh sẽ hiểu được cái tầm quan trọng để chăm sóc chính bản thân mình như thế nào và từ đó phát ra những cái nội lực về sự tự tin cho chính bản thân mình và tự tin hơn trong làn da của chính bản thân mình.